Tuyệt đối là không dùng cái nước nhiễm phèn, nhiễm mặn, rồi là nhiễm quá nhiều clo cho cái téc nước về inox. Đó là một cái khuyến cáo và đó một cái điều lưu ý khi mà của chính cái bồn nước. Ở đây chính là một cái bồn nước Sơn Hà Xanh. Nên đây là cái bồn nước là hơn 2,5 khối, là bồn nước 2,5 khối để cho một cái ngôi nhà. Thế thì nhiều anh em là hay sử dụng cái bồn nước là theo gọi là lời khuyên của người thợ điện nước hay là người của người khác, nhưng mà không hiểu rằng đấy là những cái bồn mà inox thì không nên được sử dụng cái téc nước mà chưa qua xử lý như thế. Thế bởi vì sao? Bởi vì chia sẻ với anh em ấy trên này là cũng có hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng cái bồn nước ở chỗ này đây. Thì cái việc đó thì khi nếu mà trong trường hợp mà nhà bạn mà bị nước nhiễm phèn, nhiễm chua hay là nhiễm cái kim loại nặng ấy thì bạn phải xử lý thế nào? Đấy thì chia sẻ với anh em là những cái bồn nước mà sẽ là một cái bồn nhựa như các bạn đã thấy ấy, sẽ phù hợp với những cái nguồn nước như thế để tránh trường hợp là khi mà các bạn dùng, đặc biệt là những cái nơi mà đã sử dụng cái nước giếng khoan mà chưa qua xử lý ấy, thì bạn sẽ sử dụng cái nước là cái bồn này nó sẽ tuổi thọ thứ nhất là không cao, cái việc thứ hai nó gây ra ăn mòn, kể cả đây là bồn inox nhé, inox nhưng vẫn bị ăn mòn. Thế là để đảm bảo được cái việc đấy thì bạn nên sử dụng cái bồn nhựa mà bên đơn vị cung cấp nó sẽ khuyến cáo cái việc đấy. Đấy chia sẻ với anh em để anh em xây nhà, đa phần mình thấy là anh em xây nhà thường là hay lo về cái việc là mua cái bồn inox hay bồn nhựa, và thậm chí mua theo kinh nghiệm mà thậm chí là có những cái người mà tư vấn nó không đúng. Thế thì đây là cái khuyến cáo chính xác của bên nhà máy của cái đơn vị cung cấp về sản xuất về bồn téc nước để đựng chứa nước, và nước ăn là một trong cái nước là một cái nguồn đưa vào trực tiếp về cơ thể con người thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe đấy, ảnh hưởng cuộc sống con người. Thì các bạn mà nếu mà biết lưu ý điều này ấy, thì sẽ giảm bớt được cái việc là bệnh tật. Cái việc thứ hai ấy là giảm bớt được cái việc là chất lượng của cái bồn nước nó sẽ được đảm bảo. Đấy. Thì ok, thì trên vừa rồi cũng chia sẻ các bạn một video ngắn để các biết rằng là cái bồn nước inox ấy nó sẽ không phù hợp với những nguồn nước như thế, để các bạn phòng tránh khi mà biết được nơi mình ở có những cái nguồn nước mà khuyến cáo, ví dụ như nhiễm mặn, nhiễm phèn, nhiễm chua và quá nhiều clo. Đấy, ok, nhiều quá nhiều clo cũng không được. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.